Nhiều ngày qua, người dân ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện một bộ xương người trong căn nhà hoang này. Cụ thể là vào tối ngày 27 tháng 4, một nhóm thanh niên đi ngang căn nhà này vì thấy đóng cửa lâu ngày nên đã tò mò dùng đèn pin soi vào bên trong, thì phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy, chỉ còn bộ xương khô. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong một thời gian dài. Căn nhà này gần với nhiều người dân nhưng hàng xóm cho biết gần đây không thấy dấu hiệu bất thường lẫn mùi hôi thối. Bộ xương này được nghi là của người đàn ông 65 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức. Hơn một năm trước, người này có dọn về nơi này ở một mình để quản lý căn nhà cho bà con họ hàng. Dù lớn tuổi nhưng hàng ngày ai thuê công việc gì ông vẫn đi làm. Hết giờ làm ông về nhà đóng cửa với cuộc sống khép kín. Người dân nơi đây cho rằng do ông có cuộc sống khép kín nên không ai biết rõ đời tư của ông này. Từ sau dịch Covid-19 năm 2022 cho đến nay, ông không còn đi làm và cũng không ra vào trước sân mỗi buổi chiều. Đây là cái nơi mà cái người đó đã nằm chết trong đây nè các bạn. Chúng ta cùng đi vô trong. Ê, ở đây mình có thấy một cái nến người ta đang thắp kìa các bạn. Ở đây ghét gến rồi cũng nhiều quá. À, thấy sao? Thấy trong đây sao? Sợ hả? Sợ, không sợ. Chứ gì? Thấy trong giấy gì? Cũng giấy cũng bình thường à, mà có điều ở đây... Nhìn nó dơ quá hả? Nhìn dơ quá. Tại vì mưa xuống á, không có ai trông coi. Có cái quần ở đây đó nè các bạn. Đây có cái quần nữa nè. Cái quần gì nữa ta? Chắc cái quần của cái anh đó đó. Không có nghe mùi gì hết không? Không nghe mùi gì hết trơn luôn. Bình thường hả? Yeah. Có mùi gì không? Đi ra ngoài sau nha. Đi đằng sau nước không? Nè, qua đây coi nè. Quay sát vô trong. À, trên đây có cái bát hương nữa cả chặt. Trên đây có bát hương nữa. Ờ. Còn phía bên đây là cái gì ta? Thẳng vô trong. Có gì trong đó không? Có mấy bộ đồ treo trên đây. Nhìn như ở đây là cái phòng ngủ hay sao á. Không. À, giống như có phòng ngủ không vậy á. Đây có một cái giường nè. Nãy tao với mày bước vô á là có cái cô kế bên á, cô hỏi là mua đất hay gì chú. Ừ, vậy rồi. Là có nghĩa là cái căn nhà này đang giao bán. Đúng rồi, đang giao bán. Cái mảnh đất này đang giao bán. Ở đây có cây cưa nè các bạn. Ê, cái ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống, tao tưởng nãy giờ có đèn trong nhà chứ. Không có đèn đóm vậy hả? Như tại vì chắc nhà cũng bỏ hoang nên người ta rút điện hết trơn rồi. Không, cái ông nó nằm chết trong đây là lúc đó là sống không có đèn đóm gì luôn. Vậy hả? Ừ. Trời. Vậy là buổi tối là tối hù luôn á. Ừ, tối hù luôn á. Tối anh biết đâu. Đây xình xung quanh nè. Đi. Rồi chắn cái cục đó vô. Mình đi vô thế nào mình ra thế đó. Đây.